Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 11 tháng 2 năm 2022, số liều vaccine phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên ở nước ta là gần 168,5 triệu liều. Trong đó, mũi 1 là gần 70,7 triệu liều, mũi 2 là gần 68,1 triệu liều, mũi bổ sung là hơn 11,5 triệu liều, mũi 3 là hơn 18,1 triệu liều. 53 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%. 10 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 82% đến dưới 90%. Về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, cả nước đã tiêm hơn 16,4 triệu liều, trong đó mũi 1 là gần 8,5 triệu liều và mũi 2 là gần 8 triệu liều. 40 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%. 14 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 80 đến dưới 90%. 9 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 57% đến dưới 80%. Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thần tốc mùa xuân năm 2022. Rà soát, tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao, không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine, bảo đảm an toàn tiêm chủng.